Vâng, xin chào toàn thể anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của tôi. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu sơ qua những con máy đánh bài mà bên cơ sở tôi phân phối. Đó là máy chơi đánh bài giá cao siêu vậy thôi, chứ với những cái con này thì nó không có khác gì điện thoại bình thường đâu. Dù đây trên tay đang cầm đây là con máy đánh bài Samsung A7 nha. Là cái mẫu máy đánh bài cũ rồi, cái mẫu này thì có năm 2020 đúng không? Nhưng mà tôi còn đây có sót vài con ha. Đây là con Samsung này. Nói chung là những cái con đánh bài bây giờ á thì nó sẽ thiết kế trên những con điện thoại rất quen mắt như người dùng để cho mình đi chơi cho dễ dàng đó anh em. Nhà máy rất là tâm lý và chu đáo lắm. Đây là con máy đánh bài iPhone 13, iPhone XS Max đúng không? XS Max 900 này. Con này thì mẫu thì cũng cũng cũ rồi. Mẫu này thì năm 2019 hả? À 19 đúng rồi, năm 2019. Đó, còn cũng còn được vài con này. Màu mã thì rất là đa dạng nha. Đó. Rồi anh em có thể lựa chọn màu đen hoặc màu trắng. Đó, những con này giá nó sẽ mềm hơn. Hay là những con này, ví dụ con này là con máy đánh bài Samsung A02, mẫu cũng mới năm 2021 này. Đó, mẫu nó cũng mới ra thôi. Và thiết kế rất là đẹp mắt và nhỏ gọn luôn. Đó. Mẫu mã thì không có gì bây giờ chê hết ha. Hay là anh em muốn cao cấp hơn một xíu thì có thể lựa được con này, con máy đánh bài iPhone 13. Đó, giới thiệu sơ sơ qua đây này, con máy nó 3 mắt này, 3 mắt rất là đồ sộ này, thấy không? Rất là đẹp luôn, ở đây chỉ thiếu logo táo thôi. Cái logo táo này á, thì tôi có hỏi ở nhà máy rồi, cái này thì giống như là người ta sợ đánh bản quyền này kia đó anh em. À, cái logo táo bây giờ thì anh em có thể thấy mà trên Shopee hay là trên 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 mấy cái trang mạng điện tử đó, những cái bán up lưng này kia đó, người ta chụp cái logo táo lên bị đánh bản quyền ngay, nên đến nhà sản xuất cũng né cái đó đi. À. Thì nãy cái đó đi là cái này thì rất là đơn giản thôi, cái gì đâu anh em có thể ra tìm đề can anh em dán vào tự anh em chơi vẫn bình thường đó. Còn cái bề ngoại hình đó thì thiết kế con điện thoại rất là quen mắt với người dùng và rất là thời trang luôn này. Con máy iPhone 13 cầm đi chơi thì ai mà biết con máy đánh bài đâu đúng không, thiết kế rất là đẹp mắt luôn, mẫu mới nhất năm 2022 này này nha em. Hoặc là anh em nào muốn đi chơi làm sao mà sắp tới á thì có thể sử dụng con này nha, con máy đánh bài iPhone 8 Plus. À, con này thì mẫu nó cũ hơn một xíu nhưng mà tốc độ là tôi chắc chắn là không có con nào qua con này được. Tốc độ và cái phạm vi đọc bài và cái độ nhạy camera thì con này chơi rất ok luôn. Thì cái sản phẩm này là đã thừa hưởng cái công nghệ của cái dòng máy đánh bài CVK huyền thoại đó anh em. CVK thì chắc không còn xa lạ gì đối với những anh em nào đã từng chơi máy đánh bài rồi ha. Những sản phẩm của cái hãng đó thì rất là bền, rất là trâu bò và nó cày rất ok luôn, báo rất là chuẩn nha. Cái này là tiếp quản cái công nghệ của cái nhà máy đó và nó nâng cấp và cải tiến hơn một xíu. Nên nó là cái máy này nó sẽ cao hơn cái dòng máy đánh bài CVK 700 một trước nha. Về camera hay là camera của máy hay là camera giải trí này kia á, thì hoạt động ok hết á anh em. Đó, về ngoại hình thì không có gì là chê hết á. Tí nữa tôi sẽ test thử cái máy này cho anh em xem nha. Test thử cho anh em xem. Hoặc là con máy đánh bài iPhone ai nào đúng không? Con này thì iPhone 8 Plus luôn. Đó, mẫu mã thì rất là nhiều nha. Anh nào có nhu cầu muốn sở hữu máy đánh bài thì hãy nhanh tay liên hệ cho tôi theo số điện thoại trên màn hình 079 791 943. Tôi sẽ hướng dẫn và sẽ tư vấn cho anh em một cái con máy nó phù hợp với chỗ anh em chơi. Chỗ anh em chơi mà rẻ, đòi hỏi rẻ thì có những cái con máy giá rẻ và những con máy nó cao cấp hơn một xíu thì cũng có, máy tầm trung hay là máy cao cấp đều có hết nha. Nên là mình cần cái gì thì có thể liên hệ và kết bạn Zalo và liên hệ cho tôi thì tôi sẽ tư vấn kỹ cho anh em nha. Bây giờ tôi sẽ test thử sơ qua con máy này cho anh em xem có cái khả năng hỗ trợ như thế nào. Cái hỗ trợ và cách chơi máy đánh bài như thế nào nha. Nói chung là máy thì máy nào cũng vậy thôi, nó chỉ hơn nhau tốc độ và cái phạm vi đọc bài thôi, còn cái độ chuẩn xác này kia gì đó thì anh em không phải lo đâu, máy được làm trình sẵn rồi nên là mình cứ làm theo đúng máy thì mình sẽ giành lợi thế hơn trên sân chơi của mình thôi anh em. Những cái sản phẩm máy đánh bài này nó hỗ trợ cho chơi rất ok là như thế này, là trước khi chia bài mình đã biết tụ nó lớn tụ nó nhỏ rồi, nó không có giống như là kính áp tròng hoặc là dùng những cái bài tổ công ty. Bài tổ công ty thì chia xong thì mình tính thì mình mới biết từ nó lớn từ nhỏ. Còn cái máy này á, với những cái dòng máy này á, máy đánh bài á thì mình chỉ cần làm bài xong ha, mình chỉ cần để bài là máy nó đọc qua một cái là mình sẽ biết tụ nó lớn tụ nó nhỏ rồi, không cần chia nha, trước khi chia mình đã biết rồi. Nhưng mà có một điều lưu ý như thế này á là nên phải luôn luôn phải nhớ là những cái sòng sới này mình phải thả cái bộ bài của mình vào sân chơi được thì mới chơi được nha, chứ không phải là anh em lấy cái máy này về mà đọc bài chợ ha thì là không được đó anh em. Lưu ý mình mua cái sản phẩm nào á thì mình phải tìm hiểu về công năng sử dụng của dòng máy nó như thế nào, những cái sản phẩm đó như thế nào, coi nó có phù hợp với chỗ mình chơi hay không. Ví dụ như đơn cử như là anh em đi mua cái máy đánh bài đi thì tôi khuyên anh em là nên kiểm tra hai cái tiêu chí mà anh em phải nhớ này, là uy tín chỗ là đến em mua
và cái tốc độ của camera coi nó phù hợp chỗ mình chơi hay không. Những chỗ nào nó dễ đòi hỏi tốc độ phải dễ thì xe cũng được, còn những chỗ lớn hơn á đòi hỏi tốc độ phải nhanh thì anh em phải sở hữu những con máy nó bài đẳng cấp một xíu, tốc độ một xíu thì mình mới làm chủ cuộc chơi được. Chứ những con máy giá rẻ quá thì anh em để bài như thế này thì chưa chia bài á, thì cho anh em cái kinh doanh thế này á là người ta chia xong thì máy nó chưa báo, còn cái máy nó còn chưa báo thì làm sao mà anh em chơi bài được, đúng không? Đây giờ tôi sẽ thử với anh em cái con máy này cho anh em xem. Máy này thì nó hỗ trợ cho anh em cho tốc độ rồi và bài rất là nhanh, nhưng mà mình phải làm theo đúng máy nha. Ví dụ như là nên đơn cử như là cái máy này á, thì mình phải biết cái vị trí đặt bài nó báo chỗ nào này kia gì đó, mình phải làm theo đúng máy là những cái điểm đó thì máy mới phát huy được, mình hỗ trợ được cho anh em kiếm tiền được, đúng không? Đây cái giao diện máy thì cái này là không phải lo gì hết, tốc độ là không phải càng không lo nữa. Giao diện máy tiếng Việt cái này, khả năng hỗ trợ của nó thì nó hỗ trợ được tất cả những bài Việt Nam luôn, liêng cào bên xăm lóc ngầu hầm poker đó đều hỗ trợ hết nha. Đây giờ thử với anh em này, máy này á, thì từ máy ra trở đi này mình phải để bài như thế này nó mới báo, chứ để xe quá không báo nha. Còn cách từ máy ra tầm cỡ 25 phân, ví dụ đây cỡ đây 25 phân này nó sẽ báo đó, tới 55 phân để đây nó báo này, thấy không? Đó, hoặc là em cầm bài trong tay thì nó sẽ báo này, đây. Đó. Tất cả những âm thanh trong quá trình mình chơi á, sẽ được báo tai nghe siêu nhỏ như thế này nha, nên nó là mình không phải lăn tăn gì vấn đề đó đâu, nó báo qua đó hết à, nên là chuyện kín đáo này kia gì anh em không phải lo. Rồi xuống các bài đây này, đó. Đó, trước cái chi mình đã biết tụi nó lớn tụi nó nhỏ rồi, nên là mình sẽ rất là dễ dàng là chụp cuộc chơi. Đây tụi thứ 4 sẽ lớn nhất này. Đó, ok, có 6 nút thôi mà lớn nhất nha anh em. Đó, anh em có thể thấy mà. Đó, ok chưa? Trước cái chi mình đã biết rồi, nên là mình sẽ rất là dễ dàng là chụp cuộc chơi. Đây là chơi bài cào thôi, bây giờ máy này nó hỗ trợ cho anh em chơi tất cả những bài luôn mà. Liêng cào, bên xăm lóc, ngầu hầm, poker gì đó đều hỗ trợ hết nha. À, giờ thử với bên Ấn Độ cho anh em xem nè, dòng máy này trang bị cho anh em những cái chức năng chơi rất là hay, tùy theo sầm sới chỗ anh em chơi mà anh em áp dụng nha. Ví dụ chế độ báo một tụ lớn, báo hai tụ lớn, báo ba tụ lớn, hay là chế độ báo rơi lỗ, chế độ bán cái này kia, nói chung là rất là nhiều chế độ tùy theo sầm sới chỗ anh em chơi mà anh em nhập vào mình chơi thôi, không phải lăn tăn đâu. Bây giờ đây chơi bài bên Ấn Độ này, thử cho anh em này. Đây là chế độ báo một tụ lớn nha, anh em để ra này, à, các bài ra này. Với cái máy này á thì không cần phải chờ đợi gì hết, em để xuống các bài ra báo liền đó, anh em thấy không, báo rất là nhanh. Tụ thứ hai sẽ lớn nhất này, tụ thứ hai sẽ lớn nhất nha. Đây là chia hoàn toàn là bình thường, không có chia chuyền chia hạ chia rút đít gì đây hết nha, không có chia chuyền gì chia hạ gì đây hết, mình chơi máy thì cứ làm theo đúng máy thôi. Đây tụ thứ hai sẽ lớn nhất này, hồi nay có năm 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 lá lá nữa chứ. Đó. Máy đây 98 này, ok chưa? Rồi tôi dẫn các tụ khác cho anh em xem này. Ôi, này nhiều nút luôn này, 90 luôn mới ghê này. Giờ ok cho anh em. Đó, rồi một nhà này, hai nhà này, ba nhà, 789 là nhiêu anh em? Thấy không? Bên nó báo tụ nó lớn thì chắc chắn cái tụ nó sẽ lớn nhất á, nên nó là mình chơi máy thì mình cứ làm theo đúng máy thôi. Rồi chế độ một tụ lớn đúng không? Giờ tôi chuyển qua chế độ báo hai tụ lớn cho anh em xem nè. Cái thao tác chỉnh máy á, thì khi nào anh em muốn mua máy á, muốn sở hữu á, thì có thể ghé qua trực tiếp cơ sở tôi hướng dẫn 1 phút 30 giây là anh em biết rồi. Giao diện này bằng tiếng Việt hết nên rất là dễ dùng và rất là dễ chỉnh luôn. Chuyển qua chế độ báo hai tụ lớn này. Chuyển qua cho anh em xem thôi, chứ cái độ chuẩn xác thì anh em không phải lo đâu, tại được máy được lập trình sẵn rồi mà, máy nó tính toán sẵn rồi, nên nó là mình không phải lo về vấn đề chuẩn xác ở đây đâu. Này để xuống này, các bạn đây này, đó, một bốn lớn nhất bốn lớn nhì này, một lớn nhất bốn lớn nhì này. Ván này thì mình sẽ biết mình lời, ví dụ như là những chỗ nó không cho anh em bán cái, không cho bà lá đó, thì mình biết tụ là lớn mình chơi vẫn được. Làm chỉ được báo lời lỗ này anh em, là mình máy nó sẽ báo cho mình biết hai tụ lớn đó, là mình biết mình lời hay lỗ rồi. Đây là bé, ví dụ như bán này tôi biết chắc chắn tôi sẽ lời cái này. Máy này, ôi nó 99 chắc thua công an, cái thua gì giờ. Ok chưa? Nè. Thôi giờ cái tụi khác cho anh em xem, ví dụ như 4 cái gì này, coi từ 4 thấy không?
Những cái tụ nào có bác lên bác tay thì chịu nha, bác tay thì chạy thôi. Ủa cái gì nè? Ủa cái gì nè máy đây? Rồi con này chỉ 9 luôn nè. Anh em bên ba cào, ba cào 8 hoặc là 99 ha. Ví dụ bên cái ba cào 8 đi. À. Chạy luôn, đâu có làm gì được đâu đúng không? Thôi những tụ đây nhỏ nè. 93, 94 chứ. À, máy đây. Đó, đây 93 luôn. Đó, nói chung là ok chưa? Đó, máy là trình sẵn rồi nên chuyện sai sót ở đây hầu như không có đâu. Mình cứ làm theo đúng máy thôi. Đó là đối với những chỗ nào mà cho anh em cho cái địa cho anh em để điện thoại ở ngoài là chơi như vậy. À, cho anh em để điện thoại ở ngoài là chơi rất ok luôn. Còn những chỗ nó khó hơn. Rồi kín hơn một xíu á là nó không cho anh em để điện thoại bên ngoài thì mình vẫn chơi được bằng cách là mình sẽ kết nối những cái phụ kiện soi ngụy trang nha. Những cái phụ kiện như thế này nè, như hộp quẹt, lắc tay, đồng hồ các kiểu đó là mình sẽ vẫn chơi được. Đó, nói chung là những cái sòng sới đó khó á, thì anh em hãy liên hệ cho tôi theo số điện thoại trên màn hình 079 791 93, tôi sẽ hướng dẫn và sẽ tư vấn kỹ cho anh em nha. Ngoài dòng máy đánh bài á thì bên cơ sở tôi phân phối đầy đủ hết các dụng cụ hỗ trợ cho anh em đi chơi luôn, từ bầu cua, tài xỉu, sóc đĩa, máy đánh bài, phụ kiện máy đánh bài nha, tai nghe, những cái dòng tai nghe như thế này nè. Đó, anh em mua máy mà cần thêm tai nghe đó, ví dụ như những cái dòng máy như thế này á là cài được chơi 2-3 người một lúc vẫn được, nên là anh em muốn mua tai nghe thì vẫn liên hệ thì tôi sẽ cũng có cung cấp cho anh em nha. Đó là những cái trang gà mạng cung cấp quy luật game trên di động là đều có nha, nên là cần cái gì thì có thể liên hệ thì tôi sẽ tư vấn kỹ cho anh em. Rồi anh em xem video này nếu mà thấy hay thì nhớ cho xin một cái like đồng hồ kênh của tôi. Và nhớ đăng ký kênh này, cập nhật những cái clip mới này, giới thiệu những cái sản phẩm công nghệ mới năm 2022 này. Thì anh em đăng ký kênh thì sẽ cập nhật được. Khi nào có nhu cầu thì mình lấy về xài cho dễ dàng nha. Rồi thì lượng video cũng có hạn thì tôi chỉ giới thiệu tới đây thôi. Rồi hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo nha. Xin chào.